Mình giới thiệu cho các bạn biết cái bộ cái máy khoan mà đỉnh nhất của Milwaukee mà 3-trong-1 nha các bạn, là gồm có bắn vít nè, bắn vít rồi khoan tường rồi khoan búa nè, có cái dấu búa là khoan búa đó. Thì cái mẫu này là đỉnh nhất của Milwaukee bây giờ của Việt Nam mình luôn nha các bạn, giá khá là cao. Đây là pin lướt nha các bạn, đây là sạc giống như sạc xe lướt, sạc cũ á, gọi là sạc cũ. Thì hai cái bộ này mình kết hợp lại mới giảm được cái giá thành nha các bạn. Thì bộ lướt nè đó, thì các bạn nó có nhiều tính năng hay lắm. Cái cây khoan là các bạn nhìn ngoại hình hơi ghiền nặng lắm, Miu là đỉnh nhất của Mỹ rồi, mình thích Miu, Miu có màu đỏ nha bạn. Khi mà các bạn nó có tính năng hay là khi mà các bạn khoan á, các bạn giặt tay cái nó khóa luôn, thì cái muốn khởi động cái chế độ đó lên á thì các bạn phải nhấn cái này về giữa nè, các bạn bóp 5 cái đây nè, 1 2 3 4 5, thì các bạn thấy cái đèn nổi lên. Mà khi mà bạn khoan bạn kẹt mũi hay kẹt gì đó tự động nó tắt máy luôn nha bạn. Và cái đầu này các bạn lóc cái là nó khóa mũi lại, khóa mũi ngay lập tức nha bạn. Đây nè, mình cho bạn coi đó, tắt nghĩa là giật tay mình là tắt máy luôn, rất là hay nha bạn. Rồi mình tắt cái chế độ đó trở thành cái khoan bình thường thì mình cứ để gì giữa mình bóp 5 cái nè, 1 2 3 4 5 đó, nó cháy đèn lên. Thì các bạn khi đó thì nó sẽ là cái khoan bình thường. Thì đối với pin thì phải xài 5A, 6A trở lên, nhưng mà thấp nhất là 5A. Thì pin nó nuốt, cái khoan nó nuốt pin dữ lắm. Đấy. Hiện giờ cái cây này là đỉnh nhất của Miu mà cái dạng 3 chức năng nha các bạn. Đầu này các bạn chỉ cần siết nghe cái cách kia là nó khóa lại liền nha. Nghe cách này tự động khóa chứ không phải là xài cái cây dặn dặn. Nè, nghe cách. Đó, khóa lại.